An ninh hình sự 24 giờ. Điều tra việc bé gái bán vé số trình báo bị cưỡng bức, cướp tiền, khởi tố thêm tội buôn hàng giả với cựu tổng giám đốc Việt Nam Phát Ma. Điều tra việc bé gái bán vé số trình báo bị cưỡng bức, cướp tiền. Chiều ngày 31 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, Kiên Giang, cho biết các bác sĩ tiến hành theo dõi sức khỏe bé gái N.T.M.T. 8 tuổi, bán vé số nghi bị hiếp dâm tại Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc. Bé T đang học tại một trường tiểu học ở Phú Quốc. Hàng ngày, cô bé còn đi bán vé số dạo để phụ giúp cha mẹ. Tối ngày 29 tháng 10, T đang bán vé số ở khu phố 4, thị trấn Dương Đông thì có một thanh niên đến gặp và nói vừa trúng số được 10 tỷ đồng, muốn giúp đỡ gia đình T. Hắn kêu T lên xe để chở đi gặp cha mẹ em. Tuy nhiên, đối tượng lại chở T về hướng xã Dương Tơ rồi ghé vào một lùm cây gần đường vào sân bay để hãm hiếp. T khai, kẻ lạ mặt đã cướp hết tiền bán vé số của em, khoảng 1 triệu đồng, và em xin lại được 20.000 đồng. Xem thêm tại đây. Chồng dùng dao sát hại vợ trong đêm rồi bỏ trốn lên núi. Sáng ngày 31 tháng 10, Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, cho biết đang điều tra làm rõ một vụ án giết người trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là chị Dương Thị Hát, sinh năm 1983, trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 năm 2019, Công an huyện Nghi Xuân nhận được tin báo về việc phát hiện chị Dương Thị Hát tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể. Có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành công tác khám nghiệm để điều tra. Cơ quan công an xác định anh Lê Anh Chiến, sinh năm 1979, chồng chị Hát, nghi vấn liên quan đến cái chết của nạn nhân. Quá trình làm việc, người đàn ông này không có mặt tại nhà, lực lượng chức năng đã khẩn trương truy tìm và phát hiện, vận động Lê Anh Chiến đang lẩn trốn tại khu vực núi, thuộc thôn 7, xã Xuân Hồng xuống đầu thú. Đối tượng Chiến đã thừa nhận hành vi dùng dao đâm vợ nhiều nhát vào ngực, lưng và cổ khiến nạn nhân tử vong tại cơ quan công an. Xem thêm tại đây. Khởi tố thêm tội buôn hàng giả với cựu Tổng Giám đốc Việt Nam Phát Ma Nguyễn Minh Hùng. Ngày 31 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an với 7 bị can về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh theo quy định tại Điều 194, Bộ Luật Hình sự năm 2015. Các bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Phát Ma, Nguyễn Chí Nhật, nguyên Phó Tổng Giám đốc, Ngô Anh Quốc, nguyên Phó Tổng Giám đốc, Phan Cẩm Loan, nguyên Phó trưởng Phòng xuất nhập khẩu, Lê Thị Vũ Phương, nguyên kế toán trưởng. Ngoài ra, Võ Mạnh Cường, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Hàng hải Quốc tế H&C, Phạm Quỳnh Trang, nhân viên của công ty cũng bị khởi tố trong vụ án này. Cơ quan an ninh điều tra xác định các bị can có hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác heo 2000 ghi xuất xứ từ Canada xảy ra tại Việt Nam Phát Ma trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2014. Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam. Xem thêm tại đây. Tin an ninh hình sự 24 giờ được cập nhật vào 21 giờ hàng ngày. Mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin. Một Miên, TH.